rừng mẹ ngàn muôn khúc ca. Mẹ mân cuối tươi đẹp giữa bầu trời hoa. Maria, vầng trăng trong sáng ngọc ngà. Lạy mẹ, mẹ Thiên Chúa phúc ân tràn hòa. Chúng con xin hát mừng chào kinh mẹ đầy ân phúc tỏa cao hiến vinh. Với câu kinh thấm tình đoàn con dâng mẹ mân côi ngàn hoa tươi xinh. Đoàn con đến bên mẹ tình yêu chứa chan. Đời dương thế xin mẹ vỗ về ủi an. Và con và phan thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Một lần nữa cộng đoàn chúng ta tề tự ở đây để chúng ta tôn vinh mẹ Maria. Mẹ Maria là hiệu mẫu chi ái của gia đình Việt Nam, tâm hồn Việt Nam và cũng là quan thầy của cộng đoàn của chúng ta nữa. Qua sự cầu bầu của hiệu mẫu chi ái Maria cho chúng ta được trung thành, cho cái niềm tin của chúng ta càng ngày càng trứng nữa. Để qua cái niềm tin đó chúng ta có niềm vui về hy vọng trong cuộc đời. Hôm nay trong bài phúc âm, các thánh tông đồ cũng thưa với Chúa Jesus là lạy thầy, xin thầy làm tăng trưởng niềm tin của chúng con. Vậy thì chúng ta cũng cùng nhau để xin thầy chi thánh tăng trưởng cái đức tin chúng ta qua sự cầu bầu khi hiện mẫu chi ái Maria. Không ai sống như Chúa là cha chúng ta chúc lành cho cái bức tượng này để rồi mẹ luôn đồng hành với chúng ta và hy vọng rằng chúng ta đồng hành với mẹ để rồi những lúc vui những lúc buồn trong cuộc đời mẹ luôn đồng hành với chúng ta và qua những cái bầu nhiệm của Chúa Mân Khôi để giúp chúng ta gần gũi với cái bầu nhiệm của con một của Ngài Đức Giêsu Kitô. Đó là những chặng đường thánh giá, những đằng vui, những đằng buồn và những đằng vui mừng trong cuộc đời. Bây giờ đây chúng ta dành một vài giây phút tâm lặng để chúng ta cầu nguyện và xin Chúa chúc lành cho cái bức tượng này. Sau khi chủ tế sông hương được ảnh về, ca đoàn chúng ta tiếp tục hát một bài về Đức Mẹ và chúng ta tiếp tục cung nghinh Đức Mẹ theo thứ tự. Xin mời hương thánh giá nhất cao đi trước. Trường Việt ngữ xin mời trường Việt ngữ đi theo cả đoàn. Sau trường Việt ngữ là cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin cha cho chúng con. Sau là thánh Giuse. Thank you.
Thank you.